Video chỉ mang tính chất giải trí, không có ý cổ xí cho những hành động xấu hoặc trái với thành phong mỹ tục của Việt Nam và cũng không được bắt chước theo hành động trong video. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thầy ơi, dậy con ơi. Rồi, dậy. Rồi, đợi con 5 phút nữa. À, không nghe không? Không gì? Đi ra ngủ hoài à. Đang ngủ ngon lành nè trời. Trời, chưa gì à, mình đã chạy vô tới ngoài gừng luôn rồi nè. Trời, ba mẹ. Alo, ba gì ơi? Ba đâu rồi? Tới. Ba tới rồi nè. Trời ơi, sao giờ này ba mới tới vậy? Trời ơi, xin lỗi con, ba bận công việc, giờ mới xong nè. Rồi, tụi con. Đi chơi. Chúng ta hãy cùng nhau cắm trại thôi nào. Nhưng mà quan trọng là cắm trại. Cắm trại, liều gì? Liều. À, tất nhiên là có hồng. Anh quên rồi. Trời ơi! Ba ơi! Bây giờ phải làm sao đây trời ơi? Con nhớ rồi. Đây. Con nhớ là con có cài đặt ứng dụng Tiki để con lên con đặt luôn. Được rồi. Đợi con xíu. Ok. Có cái lều nhìn được nè. Trời ơi. Rồi, con đã đặt rồi. Bây giờ chỉ cần chờ đợi một xíu thôi là Tiki ship tới liền luôn á ba. Ok. Sao vậy? Ngài đợi xíu. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, đừng còn gầy gì cũng đi nữa hả trời. Ôi trời ơi, đó ba thấy chưa? Vừa nói phải là Tiki ship tới liền luôn. Ôi trời ơi. Nguy hiểm ông ơi. Xin chào mọi người, tôi là shipper đến từ Tiki. Có phải mọi người vừa đặt hàng không vậy? Đúng rồi. Là con đặt hàng nè chú. Mọi người kiểm tra hàng xem có đúng hàng của mình không? Ba vô kiểm tra hàng nè. Ba cái liều luôn nè. Đúng rồi nè ba. Xịn luôn rồi. Ba xem thử đi. Nè, hàng chính hãng chất lượng luôn. Đúng thiệt luôn chứ. Mọi người có vừa ý với hàng của mình không? Dạ, có chứ. Trời ơi, hàng của Tiki là luôn luôn ưa chuộng luôn. Cảm ơn quý khách, nếu có thì đừng quên vote cho chúng tôi 5 sao và lần sau hãy liên hệ với chúng tôi để đặt những món hàng khác nhé. Cảm ơn mọi người. Không có gì đâu. Cảm ơn. Bye bye gia đình nha, cứ phải vui vẻ. Bye bye. Trời ơi, đó, ba mẹ thấy chưa, Tiki của con đặt trên đây là hơi bị xịn luôn. Wow, con thật là giỏi quá đi. Ôi ôi, hồi giờ ba mẹ sợ mua đồ trên mạng quá trời. Ây dạ, Tiki, ngon dữ ha. Trời ơi, Tiki Connect, Queen of con mà. Trời đồ tên trên Tiki xịn sò nè, chính hãng mà còn giao nhanh chưa tới 2 tiếng nữa luôn á. Từ đồ ăn cho tới đồ gia dụng, đồ công nghệ gì cũng có hết á. À, mà sắp tới á, ba biết không? iPhone 13 sắp ra mắt rồi, tiết kiệm được 5,5 triệu đồng nữa đó ba. Trời nó giảm giá cực khủng luôn. Nên là nhớ hay là con tậu luôn ba cái cho gia đình mình luôn ha. Wow. Ôi trời ơi, ghê vậy con. Nghiêm túc. Thôi, giờ mình sẽ để link ở dưới phần bình luận nha. Phần mô tả phần bình luận nha. Các bạn hãy xuống dưới đó và bấm vô cái link nha các bạn ơi, để nhận được gọi là mua được cái iPhone rẻ tới giảm giá được 5,5 triệu đồng luôn á các bạn. Ok. Thôi. Được rồi, ba, làm cái lèo ý. Ok, ba đặt xuống đây nè, trời ơi. Trời ơi, có mấy cái lèo chạy này rồi. Giờ hả? Ủa, giờ mà giờ làm gì ba? Bây giờ hả? Cho chút, để mẹ con mang đồ ăn ra cái đi. Đây, đồ ăn đây. Chút xích, trời ơi. Ủa, cái này, không, cái này viên chiên chứ lộn, không phải xúc xích. Trời ơi, chính rồi nè. Đâu, ăn thoải mái đi con trai. Ngon quá trời luôn á. Trời ơi, ăn mau chóng lớn nha. Ngon quá trời luôn. Ủa mà mỗi ăn vậy thôi hả? Không làm gì luôn. Đâu, từ từ nè. Giờ đó, ban đêm này là một thời điểm vô cùng thích hợp để ta kể chuyện ma. Ủa nhưng mà nghe ghê quá à, thôi đừng kể. Trời ơi, có gì đâu, giờ nghe cho nó biết. Chứ mai mốt mà mấy thằng bạn rủ con đi kể chuyện ma con sợ rồi sao? Đúng rồi á. Được, để con nghe chuyện ma của ba. Con sẽ dũng cảm nghe ông chợ mấy má đâu. Được rồi. Chúng ta kể cho con một câu chuyện có tên là Phù Thủy. Và rồi cô ấy mở cánh cổng ra. Ở đó, đằng sau cánh cửa chính là... Không có gì hết trơn á. Với cậu cánh tay chạm vô mặt quay. Ba quay la lên kìa. Cái gì mà la dữ vậy ba? Trời ơi, đang ở giữa rừng giữa. Ủa ba đâu rồi? Chết rồi. Ba ổn có ngoài.
ai nó mệt quá à, toàn bị hồn. Thôi thôi mà, thôi mà, có gì mà giỏi vậy. Mẹ đàn ông con trai mà cứ sợ vậy rồi dạ. Không sợ, tại ba là con sợ nè. Ông sợ mà ba là con sợ là sẽ không hiểu. Thôi giờ đi ngủ đi. Ừ, đi ngủ rồi nè. Ê, mà con coi chừng á, coi chừng á con. Hồn ma lúc tối nè sợ êm cồn kệ. Bắt cóc ơi, lại đây trời trời. Ông, con ngủ ở đây, ngủ ở đây an toàn hơn. À, ủa tiếng gì vậy? À, à, ủa, có con gì vậy? Ủa con đó, nó đen tui tùi lùi á, ui, nhìn ông giống con chim. Ủa, làm gì cho đó vậy? Ủa, đâu mất tiêu rồi. Ủa, thấy cái đèn sáng kìa. Ủa, đúng rồi. Ê, ê, rồng ơi, chứ rồng gì đó ơi. Đợi, tới xơi, tới đi chung với nè. Chờ mình xíu, bạn ơi. Ủa, mình đang ở đâu vậy? Ui, chết rồi. Ủa, ê, ai đó cứu tôi với. Có ai không cứu tôi với. Ủa, sao không có ai luôn vậy trời. Ủa, phải đi tìm đường ra thôi. Đường ra ở đâu vậy? Chết rồi. Có ai không? Ủa, cái này là cái gì vậy? Ủa, cái này hình như là răng súng nè các bạn ơi. Ủa sao có cái tượng răng súng ở đây vậy? Không lẽ là mình đi ra đường này là sẽ được thoát ra? À, được đó nha. Thôi nhảy vô. Ngoái bầm. Ủa sao không thoát ra gì vậy? Trời ơi, sao người mình nặng dữ vậy? Buồn ngủ quá. Ngủ đã quá ta. Ngon. Oh, hello. Bi ơi. Trời ơi. Ôi, đây là đâu? Ui, ngủ dậy dạ. Ui, đây là đâu đây? Đây là. Bạn lúc nãy nè. Ủa, sao mình có chiêu này là sao vậy ta? Hả? Sao mình biết tập chiêu này đánh chung luôn rồi? No! Giờ phải làm sao? Chơi chơi bắn chung mình á. Hay chơi mày ghét mình hả? Mày nói yêu ông tôi đang nghe. Chết tôi rồi. Bạn biến tôi thành đánh chung đúng không? Nani? Bạn có phải biến tôi thành đăng súng đúng không? Ô chú cha mà, tự đi vô cái chỗ đó xong tự biến mình thành đăng súng rồi đổi thì gì ta? Ủa mà tại sao tôi lại có sức mạnh này nữa? Trời ơi trời, có sức mạnh là một sự rất là ban phước đến từ rồng cụ tổ gọi là răng súng của bọn tôi vậy đó. Wow, đây là đâu vậy? Đây là nhà của mình với đây, đây là nhà của mình đó. Wow, trời, nhà của bạn xịn quá à. Đúng là bạn đánh súng xịn. Xịn quá trời quá đất luôn. Oh my god. Nhưng mà năm đó một mình ở cho anh, hai anh của mình nữa. Nhưng mà hai anh đang không có ở đây. Có hai anh đăng súng luôn hả? Hồi đâu ôi luôn. Nhà của bạn xịn thiệt á. Ôi dạ, trời ơi là trời. Ui, nhưng mà đường ra của bạn. Ôi, sao lại nghe mùi có người ở đây vậy ta? Đúng rồi đây, đâu vậy rồi? Có ai anh ơi, xuống đây coi nè. Ok. Thôi, hai anh bạn, hai anh của anh của bạn kìa. Anh là bình thường, không có gì lấy xà. Đó là bình thường. Bên này, bên này. Bình thường hả? Bên này. Bắt nó lại. Mà tính ra là nhìn hai anh cũng cute mà sao mình phải sợ ta? Mà hai anh cute cái gì mà cute? Thôi em xin lỗi. Ok. Ôi. Cute không? Ủa hai anh nhìn lớn dữ vậy? Wow. Ôi, sao anh nhìn đù quá vậy? Anh nhìn đù cái gì? Em nhìn đù mới đúng hơn á. Em đùa hai đứa này sao nào? Đừng. Em xin. Biến hình. Ấy da. Thấy chưa? Bạn đang xuống giống tụi mình, sao tụi mình không biết ta? Đúng rồi. Kể cho anh nghe coi con kia. Kể nào. Anh biết cơ, em. À quên, họ tính ra nãy giờ chưa hỏi tên bạn, bạn tên AB hả? Vậy còn hai anh này tên gì vậy? Anh tên là Tô Gà Găng Súng. Rồi, coi anh này. Còn kia là Gác Súng Răng. Gác Súng Răng hả? Một cái là Tô Găng Súng, một cái là Tô Súng Răng. À, một cái là Gác Súng Răng. Đặt nữa, em là AB. Mày tên gì? Dạ, em tên Huy, em tên Huy. Huy mà có trúng răng không? Chưa, răng còn rất là tinh tươm, đánh răng kỹ càng, chưa bị rúng súng răng.
kỳ lắm nha. Phải đăng súng mới được gọi là đăng súng rồi nha. Là em kiếm được bạn này đang đang trả lại là bạn đó đang đi theo em. Em nghĩ là vậy. Thì bạn đó lọt xuống cái ngôi đền mà răng súng mà tụi mình đang lấy để bảo vệ. Xong rồi bạn đó vô bầm thành đăng súng luôn. Trời ơi, đúng là một trường hợp lạ thì trái chanh hay. Bây giờ dù sao em cũng không nhớ ba mẹ em ở đâu, hay là em ở lại với tụi anh đi. Được không? Không phải ý kiến tôi. Ở lại với tụi anh sẽ giúp em biến thành một con trăng súng thật sự. Khi đó em có sức mạnh, em có thể tìm ba mẹ em lúc nào không được. Em thấy sao? Thấy sao? Thấy ý kiến đó sao? Cũng được. Hai chưa, hai chưa anh ha. Em ý kiến em hay không? Hay không? Không. Nói chưa em cứ lại đi. Rồi cảm ơn hai anh nha, cho em ở lại. Rồi xíu nữa là em không biết đi đâu luôn rồi đó. Thôi từ từ, theo anh. Đây là chỗ dành cho em để em có thể ngủ ngay. Ủa đâu á? Ủa mình đi hướng này. Ủa mình đi hướng này được mà đi vòng chi vậy? Tao lấy mày. Anh thích chạy mấy người đang súng là vậy đó em. Ok. Ngủ đây hả? Mặc đúng dù rồi. Nó không có thoải mái nhưng mà nó cũng dễ ngủ. Thôi chắc em ngủ quá. Trời mấy anh biến thành mấy anh răng súng ngủ quá trời bự vậy đâu ngủ. Trời ơi, em không biết hả? Tập tính răng súng ngủ là phải đút mặt vô từ. Trời ơi. Ủa có phải không vậy bạn bạn Abi ơi? Nghe không? Anh chào á, he ngủ thôi. Bye bye. Nghe không lại thôi á. Ôi giời, mà cho tôi hỏi bạn cái nha. Cái gì vậy? Anh ngủ đi trời. Mấy anh nhìn em nữa. Ngủ đi. Nhìn cái mặt ngâu ngâu quá à. Ôi, ôi mà có tiệc không vậy? Là mấy bạn sẽ đừng có chu đích vô mặt em. Trời ơi, người ta nói là chu đích vô mặt là học ngu cả đời. No. Thôi ngủ đi, mấy anh làm phiền quá. Thôi hai sao mùi gì chuối chuối quá vậy? Trời ơi anh. Trời anh làm cái gì mà chuối quá trời quá đất luôn á trời. Giảm đi anh thúi, anh đuổi khỏi nhà bây giờ chứ chuối hả mày? Cái đít anh thúi muốn chết luôn được á trời, còn chu chu nữa trời ơi, ngủ nó này. Ngày nào ta cũng tắm mà không biết cả tắm mày nè. Chu nè. Quắc luôn á. Ủa bây giờ là sao đây? Cũng đã một ngày nó ở lại với nhà mình rồi, cũng nên thay áo quần cho nó chứ không nó thúi rồi nó chơi mình thúi là chết nó luôn á. Ra đây, ra đây, ra đây. Ủa đâu 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 đâu. Xuống. Ù, đâu? Sao vậy? Mặc đâu đây? Đây là bộ đồ có tên là bộ đồ răng súng. Răng súng cung cung cung. Ừ, anh đập bể luôn cái sàn luôn rồi kìa. Trời anh đánh em đau quá trời trời. Ui, mặc đâu đây em? Từ, để em kiếm chỗ em mặc cái coi. Ôi, ôi. Đợi, tụi ta coi luôn cái. No, chỗ em coi, chỗ em. No, đi ra, đi ra. Dạ, ok, để mình thay đầu thôi các bạn ơi. Ui, ui, mình đã thay thành một bộ đồ của răng súng rồi nè. Ôi trời, cái gì vậy? Em chào em làm gì vậy? Xong chưa? Xong rồi nè, thấy em thay đồ không? Wow. Anh trời, kẹt rồi, kẹt rồi. Biến nhỏ lại coi hàng này. Biến lại bình thường, anh biến to quá hay chi? Sao em trai mình đù quá vậy? Trời ơi, em mà đù nhìn cái mặt anh có đù không? Nhìn kỹ vậy coi, nhìn anh có đù không? Em nói chuyện còn đù nữa. Thôi mình đã đi hướng dẫn học em bây giờ anh nói hôm nay là chúng ta sẽ làm cái gì đó. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài học đầu tiên của bước trở thành gắn súng đi sao anh. Bài học đầu tiên học bay. Ok rồi. Ủa nhưng mà bây giờ học bay sao? Ấy da. Ui lần này biến dễ hơn rồi nè. Biến thành gắn súng đi. Đúng rồi. Bây giờ em thấy cái cánh đằng sau của anh, em nhìn thấy cái cánh không? Ok em thấy cái cánh của anh. Ok sao nữa? Cái cánh là dùng để bay. Em phải tập trung cái lực cho cái cánh, kiểu như em tập tạ vậy đó. Em dùng lực mạnh lên cái cánh. Cái cánh. Hay da. Ôi sao té luôn rồi. Anh ví dụ thôi em. Ồ, anh ví dụ gì là ai vậy? Anh tôi súng răng hả? Ok. Ok, tôi súng. Để em thử coi. Được rồi, tập trung vào cái cánh. Ê, em chạy cao, nó tự nhiên ngã rồi. Ui, bay được rồi. Ôi, trời ơi, cứu em đi. Dính vô cái cục đất luôn rồi. Đâu rồi, anh ơi, ở đây rồi, đây nè. Cục đất, cả. Ôi, cái gì vậy? Ôi, nó đụng vô cái cục đất của mày. Ở đây, nguy hiểm quá. Anh, ok, em lên nè. Ôi, wow, trời anh bay dữ vậy. Trời ơi, anh bay mà anh lượn vòng luôn trời, sợ quá anh. Anh ơi, em bay luôn. Em sợ quá, em xuống. Thôi em tự tập bay được rồi.
hai, hai, bảy giờ. Ôi, em có cái này mà em chưa xài, cái này là cái gì vậy? Trời ơi, ba cái đồ quỷ đó. Ây da. Ủa, mình bắn được một cái cục gì nào ghê quá vậy? Trời ơi, em ơi. Cái đấy chỉ là một trong những gọi là cái gì ta? Ôi, gì đó nè. Úi trời ơi, em té luôn rồi, em bay lên lại ngay. Trời ơi, trời ơi, úi trời. Các bạn bắn được cái gì? Em của anh còn làm được mà. Thằng em hả? Anh còn làm được chạy nè. Con em, anh còn làm được chạy nè. Bay theo rồi. Trời ơi, sao anh bay theo được hay quá vậy? Anh cái chiêu của răng súng là bắn ra hơi xong rồi lên lọt qua đó đúng không? Đúng rồi, bởi vậy em phải. Ôi trời. Em phải tập luyện như tụi anh, em sẽ được như mong muốn. Ok. Ôi trời. Em né được rồi. Ok. Thôi, lên người anh chở đi. Ok, đi luyện tập thôi. Yeah, đi ơi. Let's go. Có hay không? Ngon lên đây. À, em được lắm, để anh vô. Hay da, ra chung coi. Wow, ghê vậy. Bay. Rồi, vô được coi. Bắn lửa, cho. Ôi trời, ghê đó. Mèo, bắn, bùm. Rồi, bắn anh ơi. Ôi, em cũng làm được. Ôi, ghê vậy. Ghê vậy. Hồi thấy em sao? Tiến bộ, có tiến bộ. Ôi trời. Vậy sao bắn tôi? Bạn Abi này kìa chứ. Sao vậy? Ôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Ô, ui, anh. Ô, trời. Ôi, sao vậy? Anh chơi không? Chơi vậy. Anh không được đi chơi. Anh nói thiệt với em nha, bả bao nhiêu năm mà anh chỉ hơi được chơi với thằng anh này, không có được đi chơi đâu, hết buồn lắm. Chơi đấy. Thôi anh xạo anh ơi, anh xạo anh ơi. Chơi vậy. Không. Mấy anh này kỳ quá à. Tự nhiên ông bạn rủ ai rủ. Gì vậy? Chơi hả? Ok. Về nhà thôi. Thôi về nhà. Về nhà thôi. Thôi được rồi, lát coi em về em mua bánh cho mấy anh ăn. Được chưa? Chơi cái anh này. Bye bye. Cái gì vậy? Bay đâu vậy trời? Trời ơi. Anh này ảnh bao không không vậy? Dẫn đâu à? Ok. Nhớ mình đi. Ủa, bay đâu à? Bay tới cánh đồng gì vậy? Wow, nhìn chỗ này đẹp quá vậy. Tất nhiên rồi, chỗ này hơi bị đẹp luôn. Chỗ này wow. Chỗ em thích nhất lắm luôn á. Hả? Chỗ thích nhất à? Ủa mà dẫn tới đây làm gì vậy? Ui, hay là ăn mấy hoa quả này đi, hợp lý á. Không, không phải. Ủa? Sao không phải? Em có một điều muốn nói với anh. Nói gì vậy? Hả? Em chúng tìm đúng không? What the hell? Mấy chị chơi làm gì trời ơi, chán quá nha đi. Chơi chúng tìm. Ủa chị làm gì? Em hẹn anh ra đây, kéo anh ra đây cũng chỉ để nói đó là em thích anh nhiều lắm luôn. Cái gì vậy? Nói cái gì bậy bạ vậy trời? Bậy đâu trời? Nói gì? Mà. Tích đó hả? Trời ơi, từ đó không nên được nói nha. Phải tích người ta thành đực thì mới nói đó nha. Dạ. Không, nói thiệt á, thích thiệt á. Ơi, ngại quá à. Ôi, ngại quá. Nào. Ngại hả? Ngại quá. Làm nhanh hết ngày nè. Gì dạ. Wow. Ê, trời ơi, chết tôi rồi. No. Trời ơi, nụ ôm đầu của tôi bị ăn cắp rồi. No. Trời ơi. Không được. Bạn tặng cho tôi một nụ ôm mà tôi phải tặng cái gì? Tôi phải tặng cái gì? Cái gì mới được? Tặng cái gì ta? Trời ơi, gối quá, bây giờ không biết tặng cái gì luôn á. Hay là mình tặng một con gấu bông răng súng đi ta. Được. Ủa, cái điện thoại đâu ta? Cái điện thoại. Ủa, đâu mất tiêu rồi, hồi nãy mình mới cầm. Ủa, đúng rồi, cái điện thoại. Cái đó là của con người xài á. Đây được rồi, để mình đặt cho bạn một cái con gấu bông siêu cute. Trời ơi, con gấu bông răng súng siêu cute nè. Đâu là tiền bạc? Có rồi nè, đặt hàng. Ok được rồi, bây giờ đợi xíu là nó tới. Đợi xíu là Tiki tới á các bạn. Tới rồi nè. Ôi, nhanh vậy. Đâu rồi? Ủa, đâu ngoài đây nè. Ôi,
có nè. Đây chính là đồ chơi gọi là găng súng nè. Găng súng đúng vậy. Nếu mà quý khách thấy món hàng này vừa ý đừng quên vote chúng tôi 5 sao và lần sau hãy liên hệ với chúng tôi để đặt những món hàng khác nha. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng Tiki. Tạm biệt mọi người. Trời ơi, cảm ơn Tiki nha. Trời ơi, tôi nói bạn nghe, đồ Tiki là đồ siêu xịn luôn á. Với lại sắp tới là iPhone 13 giảm giá ở trên đó nên là đừng để tôi mốt, tôi sẽ đặt cho bạn một cái iPhone 13 giảm giá 5.5 triệu. Trời ơi, xịn không? Ủa, iPhone này gì vậy? Nói chung là nó giống cái này nè, mà nó xịn hơn nhiều. Đó, nhưng mà thôi, nói chung tôi tặng bạn búp bê nè, búp bê tăng số. À, đó, siêu dễ thương luôn. Trời ơi, không có gì. Trời ơi, ngại quá đi. Thôi, bây giờ mình kiếm chỗ nào đó mình đi chơi đi. Đi xung quanh chơi đi. Đợi tôi xíu đi chơi chung với. Đứng lại. Ê, chạy trước rồi. Ui, chỗ gì mà đẹp vậy? Wow. Coi chừng mấy con màu xanh á. Con màu xanh là sao? Thôi, có gì đâu. Tôi là tôi mạnh lắm rồi, không phải lo đâu. Ôi, nhưng mà nhìn cái thác nước này đẹp quá à. Ui, hay là mình lên nó thử ha. Ủa gì vậy? Ê, kì ơi. Quay, đâu vậy? Không sao đâu, để tôi xử nó cho Abby. Mày à con, sợ chưa? Mày, bắn cho mày, bắn. Chết chưa? Ây da. À quên, sức mạnh nhất. Trời. Ôi, da dữ vậy. Mày nè con, mày sao hả? Mày hello không? Mày nè con, chết đi. Đâu ra vậy? Sao mày da dữ vậy hả? Mày chết đi. Mày nè con. Mày, ui, chết rồi. Mày nè con. Chết đi. Mày á. Ôi, cuối cùng cũng tiêu diệt được rồi. Ui. Kì ơi, ui sao dữ vậy? Ơi, mày chừng. Mày da. Ông cho mày đừng, ai cho mày động đây? Abby à, mới tỏ tình được cái gì? Ai cha, chơi đây. Ai cha, ngồi tới đây. Nè hả, ngon hả? Ngồi tới đây. Này hả? Abby đâu rồi? Abby ơi. Sao bạn có sao không nhở? Đau quá. Sao đâu cho mình xem coi. Ui chết rồi. Từ. Được rồi, để bây giờ để mình lên Tiki mình đặt cái băng cá nhân để băng bó cho bạn nha. Được rồi. Băng cá nhân trên Tiki nè. Rồi, ok. Nhấn đặt hàng. Ui tới luôn rồi nè. Có phải quý khách đang gấp lắm đúng không? Bởi vậy chúng tôi đã giao rất là nhanh, cố gắng hết sức. Đây là băng cá nhân của quý khách đây. Ok, nhiều vậy. Rồi cảm ơn Tiki nhiều nha. Trời, có Tiki là tôi mới băng bó được cho bạn tôi á. Cảm ơn Tiki nha. Dạ, chúc mọi người sức khỏe và may mắn nha, không có bị thương nữa nha. Cảm ơn mọi người. Không có gì đâu. Thôi, tạm biệt Tiki nha. Thôi, được rồi. Abby đâu? Abby ơi. Hả? Mình đây nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ băng bó cho cậu nha. Đợi xíu. Thôi, rồi, xong rồi đó. Ai ơi, hên quá trời luôn, các bạn cứ để đó nha, là nó lành lại cái vết thương à. Cảm ơn cậu nhiều nha. Không có chi đâu, vì bạn là thôi không nói đâu. Bạn gái của tớ đó. Thôi đi về, ai về nhanh trước đã đắng nè. Dậy. Trời ngại quá. Thôi các bạn ơi, nói chung này video của mình cũng có đây nào. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha các bạn ơi. Và đừng quên là qua channel của tất cả mọi người trong biệt đội sinh tố đăng ký cho tất cả mọi người nữa nha. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.